Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Sáng nay thì mình sẽ rã ráp cái lò nướng thủy tinh để mà bảo trì đó các bạn. Và cái lò này mình cũng đã sử dụng hơn 10 năm các bạn, và rã ra để mà bảo trì các thiết bị bên trong để mà mình sử dụng tiếp đó các bạn. Thương hiệu của cái lò nướng thủy tinh này là Elos nha các bạn. Elos. Và nó cũng được phân chia làm về kết cấu ba phần nha. Một là cái phần nướng, phần thiết bị bên trên này. Cái thứ hai là phần lò, giữa là lò thủy tinh đây, để mình để thực phẩm đó. Trong quá trình mình nướng, nói chung là nướng, và cái phần ở dưới là phần đế, ba phần như vậy. Lò nướng này có tên thương hiệu là Elos đây các bạn, đây nè ha, Elos đó. Thì mình sẽ cho zoom tới cho các bạn thấy luôn, đây đó. Lò nướng có tên thương mại của nó là Elos nè. Ở đây á là cái núm điều chỉnh thời gian, núm điều chỉnh thời gian. Bên này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ. Núm điều chỉnh thời gian thì sẽ có cái đèn nguồn màu xanh bao nè các bạn, và phía bên này cái đèn đỏ là báo nhiệt độ nha các bạn, là cái đèn màu đỏ có chữ heat nè, đó là báo nhiệt độ. Thì đây là hai cái mà trong quá trình sử dụng là các bạn sẽ phải điều chỉnh đó. Rồi ở đây có một cái tay sắt đây nha các bạn, tay sắt nè. Cái tay sắt này vừa là chức năng là nắm dở lên, nhưng đồng thời nó cũng là cái công tắc nha các bạn. Khi các bạn muốn mà nướng là phải đè xuống vậy đó thì lò mới hoạt động, còn nếu dở lên là tắt nha các bạn đó. Rồi cái dây điện đây đó. Đó là tổng thể đó. Bây giờ mình sẽ dở cái này lên. Cái phần này là phần của thiết bị để mà tạo nhiệt, cũng như là motor quạt nó nằm này để nó tạo cái luồng khí nóng cho lò nha các bạn. Là nguyên cụm này nè, cụm này xem như là phần đầu máy đi, nó là như vậy ha. Rồi tới phần này, phía trong này là cái phần của cái thân lò ha, bằng thủy tinh nữa các bạn. Đây đó, để các bạn thấy nguyên thủy tinh luôn. Đó. Ở đây có một cái giá đỡ nè. Rồi cũng cáo lỗi các bạn là xài quá nhiều cho nên nó cũng tương đối là rất là dơ ha. Đó. Thì mình cũng để mình vệ sinh hết rồi mình quay lại cho các anh chị xem. Rồi đây đó, lò thủy tinh đó, cái phần đế phía dưới đó. Rồi đây là cái phần trọng yếu nè của cái lò nướng thủy tinh nha các bạn. Phần này là phần gia nhiệt nha. Khi mà cung cấp điện thì nó sẽ tạo nhiệt, và nó sẽ sử dụng cái quạt, nó đối lưu ở trong cái lò thủy tinh nữa các bạn, để mà nó nướng thức ăn, nó sấy, nói chung á nó làm chín thức ăn. Thì cái phần này là phần trọng yếu nè. Và bữa nay là chủ yếu là mình sẽ mở cái này ra luôn, để rã ra luôn, để bảo trì cho các bạn. Mình che cái khăn để mình lật ngược lại cho nó, để bảo vệ cái phần của thiết bị. Rồi ở đây thì các bạn thấy gì? Cái dĩ nè. Đó. Ở đây có một ốc, hai ốc, ba ốc nha. Mình thì rã từ ra cho các bạn luôn. Một con
tại vì nằm trong cái dạng da nhiệt đó, nên là nhiều khi đó, lực siết nó cũng nó xét đó các bạn. Mình mở ra hết luôn. Mở quay thì hơi nó bị hơi che tay, nhiều khi là các bạn không thấy đó. Ra một con nha các bạn. Hai con. Rồi con thứ ba xong. Ra ba con nha các bạn. Và như vậy là mình sẽ lấy lên. Tất nhiên là rất là dơ nha các bạn đó, tại vì mở ra là mình rã ráp ra để bảo trì. Trong khâu bảo trì thì mình tiến hành sửa chữa nhỏ, rồi bôi trơn, rồi kể cả là vệ sinh luôn á. Thành ra là nó đang dơ. Ở đây là cái dĩ nè đó. Thì dưới này chúng ta thấy cái gì à. Đây là cái dây meso nè, dây để tạo nhiệt nè à. Dây meso tạo nhiệt à. Cái đây là cái quạt à các bạn, quạt đối lưu nè à. Đó. Đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xịt trong xét các bạn. Bung mới được chứ còn nếu không là không có cách gì bung hết nha. Rồi, đầu tiên là xịt ở tâm giữa nè. Đó. Nha, đó. Đó. Rồi, bên này ốc nè. Xịt. Cái trụ là xịt nè. Đó. Kế bên đó có con ốc nè. Xịt luôn. Trụ này xịt đó. Đó. Rồi sẽ chờ nó một chút xíu, rồi cho nó thấm, rồi xong đó tiến hành mở ra các bạn. Rồi bây giờ mình mở ốc ra đây các bạn. Đây nè, con này nè, xuống nè. Ồ con. Xong. Sẽ qua tới con này. Đó. Con này nè các bạn. Đây. Đó. Ở đây con nè. Đây nha các bạn. Thấy không? Mở ra. Dặn vô một cái rồi mới dặn ra thì nó sẽ ra. Rồi. Ra hai con. Rồi. Tiếp tục nhóm rồi đó. Đó. Tới con này nha các bạn. Đây. Đó, đó, thấy không, đây, đó, nó đó, thấy không, nè, nó nằm đây nè. Đây, con thứ ba nè. Nhưng mà tại nó xét cho nên là mình không thấy. Rồi, bỏ ra. Dặn vô một chút, rồi dặn ra. Rồi, nè. Rồi. Đó. Một con. Nhúng xong rồi luôn, hai con nè. Đó. Con thứ hai nè. Đó. Đó. Khó vậy. Rồi cái con thứ ba nằm đây. Đây, con thứ ba nằm đây. Ba con. Con này lấy lên luôn. Lên giữa đây. Đó. Rồi, ba con ra đó. Rồi, mở ốc giữa nha các bạn. Đây. Đó, hai cơ lê đó. Và theo thế này nè. Đó, mình ốc cho các bạn thấy đó, nó vậy. Rồi mở nè. Trên trái nha các bạn. Nó trên trái nè, nè. Đó. Trên trái. Rồi ra một con nè, tán lên nè ha. Rồi mình lấy ra. Rồi tới con nè. Đây.
ha. Rồi lấy lại luôn đó. Đây cái này làm hơi dở là nó làm bằng tôn. Rồi giờ mình lấy lên nha các bạn. Đây rồi quay qua cho các bạn coi, nó còn dính hai cái dây điện, dính hai dây điện đây chỗ cái đế này nè. Đó họ còn thấy được chưa, mình phải tháo lấy hai cái đế dây điện này ra mới được. Đó. Lấy hai đế dây điện này ra nha các bạn, là hai cái này tự dĩ này lấy lên được nè. Đó. Rồi rồi lấy đế dây điện nha các bạn, rút nè mình thấy đó xong. Đây là cái phần gia nhiệt nè. Đó. Cái này cũng khoảng 1200W nha, cộng này có công suất cỡ đó các bạn. Rồi ở đây. Đó. Miếng này lấy ra luôn để vệ sinh. Rồi bây giờ thì mình tháo bốn ốc này nè các bạn. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con ha. Một hai ba bốn con. Đó, bốn con. Rồi, bây giờ thì mình tiếp tục là tháo cái relay nhiệt qua nha các bạn. Đó. Cái relay này chủ yếu là chỉnh cái nhiệt độ đó. Mình zoom lại cho các bạn thấy luôn. Đó. Đó. Đây relay nhiệt này các bạn. Thì mình đã ăn dây nè, hai dây này relay nhiệt nè, hai dây này là của nguồn cấp cho cái Yamaha nè. Mình làm cái video này thực sự là rất là chi tiết để cho mà anh em tham khảo á, xem rồi có thể là sẽ làm được luôn các bạn. Tại vì bây giờ thông thường các cái dụng cụ điện gia đình đó là gần như là mình tự làm cho nó tiện đó, nhưng khi đi sửa nó mất công lắm. Đây nó là đây thì mình sẽ rút cái thêm một giắc nữa đây, cái tay mình hơi khúc đấy đó, rút ra đó xong rồi ha. Rồi các bạn rút cái này lên luôn nha các bạn ha. Đó đây là cái rồi đen nhiệt nè, nó điều chỉnh nhiệt nè. Cái này mình rã ra là mình vệ sinh cái tiếp điểm của nó nè, ở đây nè ha, cái tiếp điểm này nè. Đó. Được chưa? Rồi để qua bên. Bây giờ mình sẽ dỡ cái dưới này lên. Lẽ ra thì rút mấy dây này ra nè, thì mình dỡ luôn cái này lên. Nhưng mà khi người ta luồn dây qua, sau đó người ta mới đóng cốt. Mà vậy nếu mình rút cái chỗ này rất là nhỏ, khó rút dây lắm. Rút thì cũng được, nhưng mà rất là khó. Hoặc thứ hai là mình cắt cốt, nhưng mà cắt cốt thì mất công. Cho nên thôi, mình chỉ luồn nó xuống thôi để bước đó để mà mình xem cái phòng phía dưới thôi. Đây thì đây mình mở lên cho các bạn coi nè. Về phòng phía dưới nè các bạn thấy này, đây là cái chỗ cái motor á, cái motor để quay quạt á các bạn. Đó ha, quay quạt là cái motor này nè. Đó thì motor này thuộc loại là motor điện áp xoay chiều 220 rotor lồng sóc. Thì như vậy đối với một pha thì phải khởi động bằng tụ, nhưng cái dạng motor này á thì nó sẽ khởi động bằng vòng ngắn mạch nha các bạn nha. Vòng ngắn mạch nằm đây nè. Đó tại này không rã ra được lên nữa, thành ra mình chỉ đó thôi. Còn ở dưới thì hai cái đèn báo, cầu chì
Nhìn báo xanh nè, đỏ nè, rồi cái đồng hồ, cái đồng hồ hẹn giờ nè, cái này, với lại là cái phần điều chỉnh nhiệt, nó là chỉ vậy thôi. Đó. Thành ra là mình không rã tiếp nữa nha các bạn. Đó. Đây nè, đó. Để cho các bạn thấy luôn đây, đó. Đó, rõ cái chuông á, thấy không? Có chuông nè. Để ra tháo được dây này thì dỡ này lên, nhưng mà nó như vậy thôi. Để không mất thời gian thì mình chủ yếu là bảo trì cái phía trên nè, các cái dĩ á nha các bạn. Rồi mình để xuống nha. Đó, mình làm rất là chi tiết để cho anh em tham khảo. Rồi để lên. Sau khi bung ra các bạn ha, rồi vệ sinh, rồi sửa chữa, nói chung là làm tất cả các cái công đoạn của bảo trì á, thì bây giờ mình tiến hành mình ráp lại nha các bạn. Và mình sẽ làm từng phần một để cho các anh chị chú ý. Ở đây là có một cái quạt này các bạn. Cái quạt này, quạt phía trên nè. Đó. Cái quạt này á là cái quạt của bố trí của này là quạt hai tầng các bạn, tầng phía dưới là tầng ở trên này nè. Khi mà hết nữa là cái quạt trên này lên tới trên này, hơi nóng lên trên này nó sẽ đưa ra hai bên này luôn. Chứ nó không đưa lên trên nóng cái phần của phía trên này nha. Tới đây hơi nóng còn nữa là nó đi qua đây. Đó, nó đi qua đây luôn. Thì bây giờ mình ráp nè. Ráp thì chú ý bốn lỗ ốc mà thôi. Đó. Một ốc, hai ốc, ba ốc, bốn ốc. Mình sẽ ráp theo đúng trình tự cho các bạn thấy luôn. Đây, một con. Đây con hai nè, ráp đối xứng nha các bạn. Bắt ốc thì mới ghép nhiều bù lon thì phải đối xứng. Bạn vừa làm vừa quay thì đôi khi nó cũng hơi, nó không thuận lợi lắm. Rồi chúng ta ship từ từ xuống. Đây. Rồi siết chặt nha các bạn. Bên này một con, hai con, ba con, bốn con. Đó, như vậy là mình đã ráp xong cái mặt lắp ghép nha các bạn. Rồi tiếp tới thì mình sẽ lắp cái rồi lên nhiệt cái vô nha các bạn. Đó, đây rồi lên nhiệt nè, nó hai cháu điện nè. Đó, tiếp điểm nằm đây. Đó, thì mình lắp vô đầu tiên thì hai dây này nè các bạn, hai dây này nè nhé. Đó, dây trên dây dưới, cái dây dưới thì lắp dưới, dây trên lắp trên, thì lắp vô luôn. Rồi như vậy là mình đã lắp hai cái dây vô đây rồi nha các bạn. Đó, nó nằm đây rồi. Rồi bây giờ là ở đây nó có cái lỗ nè. Đó, đây. Đó, để zoom lại cho các bạn thấy luôn cái lỗ nè. Nè, đó, thấy chưa? Đó, thấy được không? Thì giờ mình chỉ có cầm vô đây thôi. Ở đây nó có cái rãnh nè. Đây, ở đây nè. Đó, mặt vát nè. Đó, thì mình lắp vô đúng cái mặt vát phía này là được. Như vậy là mình đã lắp xong cái rồi lên nhiệt nha các bạn. Đây, lên nhiệt ở đây nè. Bây giờ là tiến hành lắp chi tiết từ cái dĩ này nha các bạn. Cái dĩ này các bạn biết rồi, dĩ sắt. Đó. Thành ra là trên này nó chứa là cái dây meso nè. Dây meso đây các bạn. Cái lò này á là nó xài bằng dây meso chứ không có xài bằng đèn halogen nha các bạn. Đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ để đưa hai cái gối xuống nè. Đó, này vị trí này nè, hai cái này
Chỗ đây nó có lỗ chỗ đây. Đó. Hai lỗ nè, các bạn thấy không? Hai lỗ tay tôi lái nè. Rồi đưa nó xuống đây. Đó. Rồi. Ở đây có mấy gói gói sứ nè các bạn. Đó. Ráp một gói. Đây gói nữa nè. Hai gói. Chỗ này gói nữa nè các bạn. Là ba gói. Đó, nó xuống vậy đó. Được chưa? Đó. Vô ba gói rồi đó. Cái chỗ để xuống lấy điện nè, là hai chỗ này, nó vô hai lỗ này. Thì bây giờ mình trở cái mặt lại nè. Đó, nó nằm đây. Đó. Được chưa? Một gói sứ, hai gói sứ, ba gói sứ. Chút trẻ nè, mình sẽ lòn vô. Nha. Chút trẻ sẽ lòn vô. Đó. Như vậy là các cái chốt trẻ nè, mình đã luồn vô trong miếng sứ nha các bạn. Cái đầu sứ nè, ba chốt trẻ đây luôn. Đó. Và cái chỗ này á thì đầu tiếp điện nè của dây meso. Ở đây là sử dụng dây meso nha các bạn. Đây. Thấy không? Dây meso nè. Đó. Thì bên trước phía mặt trước đây, đó. Mình đã ráp xong rồi đó. Các bạn thấy được không? Đó, như vậy dây meso cách nhiệt với cái đế tôn này bằng các cái cục sứ này, bằng các cục sứ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ ráp tiếp nha các bạn, bằng ba cái bộ lon này, ốc vít này nè ha. Đó. Mình sẽ tiếp tục cả ba con nè, ráp tiếp rồi mình mới ráp bên kia. Như vậy thì mình lắp thêm ba trụ nữa nha các bạn. Đây, một trụ nè, hai trụ nè, đó, ba trụ, đó, cái mặt sau của nó nè, đó, trụ ăn ốc nè, sát bên cái chốt trẻ luôn nè, dưới trụ sứ nè, ha, ốc nữa nè, con nữa nè, và tiếp tới là con này, đó, là ba ốc nữa nha bạn, của cái của dĩ á, để lát nó đỡ phía sau á các bạn, đó, 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 ra đây, đó. Thêm ba trụ nữa. Mình làm chi tiết để cho anh em là xem video là có thể là bảo trì cái lò của nhà thôi. Đó. Rồi, tới bước này thì mình đưa nắp kiến vô nha các bạn. Nắp kiến đây. Để lên. Đó. Coi cái chữ nè. Nó sẽ nằm hai bên. Rồi mình sẽ đây điện vô meso nè các bạn ha, hai cái cốc này đây. Đó. Thì mình sẽ ráp nó vô, đưa dậy cho nó dễ. Rồi bây giờ là mình sẽ xong hết rồi nha các bạn. Mình đưa nó xuống định vị ba cái lỗ này nè, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, với quan trọng là lỗ bắt cái đồ le nè các bạn. Đó, vô rồi đó. Rồi giá bàn ốc này nha các bạn, một con. Hai con. Chỗ này một con nữa nè.
và chỗ này một con là ba con cá ha. Cá sợ rồi, mời tới con này đó. Chú ý là bắt cái con ốc chỗ này các bạn, con ốc chỗ này là bắt vô cái rờ le nè, đó chỗ này nè, đó thấy không, đây nè, đó thì mình sẽ bắt cho các bạn thấy luôn. Rồi bắt rồi, dẫn chặt luôn nha các bạn, đang chặt ốc chỗ rồ le á. Rồi xong rồi, bây giờ thì con ốc đã xong rồi, giờ mình định lị cái nắp thì nó có cái dấu cũ á, xem cho nó dấu cũ rồi mình bắt ốc lại thôi. Rồi xiết một con, hai con, ba con, xong rồi nha các bạn. Rồi rồi tiếp tục đắp tới cái quạt này nha các bạn. Đây ở đây có rãnh nè các bạn, nó có khuyết đó. Mình sắp chưa đúng rồi. Đây có hai con tán, con này lóc kê các bạn. Rồi xíu con này vô, và lưu ý là đây riêng trái nha các bạn, ra là chúng ta chỉ cần xiết vô cho chắc là được. À rồi xong, giờ tới nắp này, cái nắp này được inox này các bạn nha, vì ở đây nó có ba lỗ đó, thì để vô cho đúng thôi, ba lỗ bắt ba ốc. Ba con chỉ có cái dĩ này là bằng inox thôi các bạn, phải ở trong quạt rồi cánh quạt rồi inox nữa thì xài chắc lâu bền, còn tại trong nó xài tôn cho nên là xét cái này, khi mà khi chúng ta nướng á, thì thức ăn coi như là dầu mỡ nó văng lên nó cuốn vô ra nó xét hết trơn. Rồi cái đó được inox thì ngon. Rồi xích chặt luôn nha các bạn. Rồi xong đó, công tác bảo trì của cái lò nướng mà chủ yếu là cái phần nung với lại phần quạt nằm phía trên phần điện đó. Nói chung điều hành là cái trên nắp này nha các bạn ha. Thì mình đã ra, mình bảo trì xong và mình quay hết sức là chi tiết để anh em xem thì có thể là coi như là vẫn thực hiện được, tại vì bây giờ thông thường là ba cái điện gia dụng trong gia đình đó thì mọi người phải phải làm thôi, chứ còn cũng dễ không khó nha. Rồi tới phần này là phần để của lò nướng thủy tinh nha các bạn, mình sẽ đưa cái phần thủy tinh vô nè, đó thấy chưa, thấy được chưa, đó. Rồi tới đây là cái dĩ, vừa rồi là mình bỏ kỳ định kỳ của cái lò nướng thương hiệu là Elas,
Mình đã rã ra rất là chi tiết và ráp lại cũng rất là chi tiết để cho mọi người khi mình xem video có thể là thực hiện bảo trì cho cái lò nướng thủy tinh của gia đình các bạn. Thì đối với lò nướng này thì điện áp nè, ở đây nên zoom lên cho các bạn thấy luôn đó, điện áp là 220V nha các bạn, và công suất của nó là 1250W nha. Như vậy là cái quá trình rã ráp và bảo trì của cái lò nướng thủy tinh thương hiệu là Airlus nha các bạn đã xong. Bây giờ tiến hành mình sẽ vận hành để cho mọi người xem. Và về an toàn điện thì mình cũng nhắc các bạn là khi làm việc với môi trường điện ở trong nhà 220V thì dứt khoát là phải mang dép nha các bạn. Đó, mình nhắc lại cho các bạn như vậy. Bây giờ trước khi vận hành đó thì mình sẽ cho các bạn thấy hai cái núm chức năng ha, hai cái phần chức năng. Thứ nhất là cái phần nấm phía bên trái này, hay là nút điều khiển phía bên trái này nè. Và cái đèn báo là màu xanh. Thì ở đây nó ghi chữ min là không. Đây là cái phần điều chỉnh cái thời gian á, mà nó tính bằng phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút, tức là khoảng 1 tiếng. Thì như vậy thì tùy theo cái thực phẩm hay là cái mà mình cần nướng hay là cần sấy vân vân thì thời gian là mình sẽ định lượng ở đây nha các bạn ha. Là một cái. Cái thứ hai là cái bên phải với cái đèn đỏ nè, có chữ hit nè. Thì như vậy á là 0 độ C cho tới 150 độ C. Thông thường là sấy thì chắc độ khoảng là mình từ khoảng cỡ 80-70 độ trở lại thôi. Còn nướng thịt, nướng tôm, nói chung mà nướng tất cả các thực phẩm thì 150 có, thậm chí nướng bánh là 200, 180-200 và tối đa là 250 độ nha. Các bạn thấy không? Đó. Thì ở đây á, trước khi vận hành á, mình sẽ điều chỉnh cái này trước. Đây. Đây, nó tới đây. Thì các bạn coi nè. Đó, tôi phải cốc, các bạn nghe chưa? Nhưng mà đèn đỏ vẫn chưa sáng. Thì cái phần vừa ở đây nè, so với Airlus độ này là khoảng độ là 70-80 độ, là trở về không là không độ là mình sấy. Mình lên tới 150 độ ha. Mình để 150 độ. Nướng bánh thì có thể là 180-200 nước bánh đó. Rồi, bây giờ thời gian mình sẽ mở cái vặn theo chiều kim đồng hồ của cái nấm điều chỉnh thời gian nè. Không nè, đây mình điều chỉnh lên cái cho các bạn thấy. Đó, đèn đỏ sáng nè, đèn xanh sáng luôn. Đó, và ở đây là thời gian là đang là 10 phút nha. Đó. Về thời gian thì kinh nghiệm thì theo từng mọi người thôi. Ví dụ nướng cái độ dày, độ mỏng như thế nào đó thì các bạn sẽ có cái định lượng về thời gian đó. Ở đây thì mình cho chạy là 10 phút vậy thôi. Còn nếu 20 phút mình lên đây đó, các bạn thấy được chưa? Đó là cái vận hành nó là như vậy. Thì bây giờ nó đang chạy đó các bạn, và nó đang nóng nè, nóng đó. Rồi. Còn cái tay quay này, cái tay thì nắm này nè, tay cầm này nè, thì nó hai cái công dụng. Một là dùng để dỡ cái nắp này lên, cái nắp thiết bị lên. Cái thứ hai là các bạn vừa lên dỡ lên cái là nó tắt luôn nha các bạn. Đây đó. Các bạn thấy không? Coi như là nó ngưng hoạt động tạm thời khi mà mình dỡ ra đó. Rồi, mình để xuống nè. Đó, đèn sáng trở lại. Và nếu như 20 phút này nó về không thì đèn đã tắt luôn. Đó. Thì thực phẩm mình nó cũng đã chín đó nha các bạn. Ví dụ như có đó. Rồi, bây giờ đúng là mình để là 100 độ nè. Thấy không? Nãy mình chỉnh cho này là 100 độ. Nãy hình như thì bây giờ đúng 100 độ nó tắt. Đó.
nó chỉ còn đồng hồ thời gian thôi. Như vậy là cái nhiệt vẫn còn ở trong này là 100 độ, cho đến khi nào nó thấp hơn 100 độ thì đèn này sáng sáng lại. Rồi, xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video, và cũng hết sức là chân thành cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn trong thời gian vừa qua vừa theo dõi video, vừa đồng thời cũng là đăng ký kênh cho mình, rồi nhấn like, chia sẻ. Nói chung là mình sẽ làm tất cả các cái video về kỹ thuật và du lịch nói chung cho quý vị, các anh chị xem tham khảo. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.